Tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, sáng nay, ngày 17 tháng 12, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố đã nhận được nhiều câu hỏi của các đại biểu về những dự án treo, công tác duy tu bảo dưỡng, bảo trì công trình trên một số lĩnh vực chưa được chú trọng như các khu chung cư sở hữu nhà nước, các công trình giáo dục, y tế, hệ thống thoát nước đô thị, dẫn đến việc nhanh xuống cấp, không thể sử dụng được hoặc phải sử dụng nguồn kinh phí lớn để nâng cấp, sửa chữa. Cử tri quận Sơn Trà có phản ánh mà kiến nghị là cái tình trạng chung cư xuống cấp và khi mà hư hỏng các cái hệ thống kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước vệ sinh, thì người dân phản ánh cho cơ quan quản lý chung cư nhưng mà chậm khắc phục. Thì trong năm 2021, Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban thành phố ban hành kế hoạch 190 về bảo trì chung cư ở nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, thì gồm có hai cái nội dung chính. Thứ nhất là thực hiện bảo trì sửa chữa thường xuyên tất cả các chung cư, ví dụ xử lý sự cố máy bơm này, hệ thống thoát nước thấm dột từ nguồn tiền thuê nhà trích lại, và cái thực hiện sửa chữa định kỳ đột xuất quy mô lớn tại 8 khu chung cư của 38 khối nhà trong năm 2021 và 2022 với kinh phí là 20,6 tỷ đồng. Sở Xây dựng xin ghi nhận cái ý kiến của đại biểu và sẽ chỉ đạo thêm cho các trung tâm quản lý và khai thác nhà thường xuyên kiểm tra xử lý triệt để trong thời gian tới. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố cũng trả lời các câu hỏi về những sai phạm trong các khu chung cư gần đây như chung cư Munachi F-Home, công tác rà soát các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư đang dở dang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thì liên quan đến cái vấn đề khớp nối cái hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư đang dở dang trên địa bàn thành phố, thì Ủy ban thành phố cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các ban quản lý dự án, Ủy ban nhân quận, huyện quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban thành phố. Cụ thể là đối với các công trình đã thi công hoàn thành là các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải có trách nhiệm tập trung quyết liệt rà soát, tổ chức sửa chữa, khắc phục hiện trường để hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình để nghiệm thu, bàn giao và quyết toán. Đối với công trình vướng mắc mặt bằng thì Ủy ban các quận huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, ưu tiên xử lý dứt điểm từng cái khu vực để triển khai thi công dứt điểm các hạng mục công trình, nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Liên quan đến những vướng mắc khó khăn đối với các dự án quan trọng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua, đặc biệt là dự án Làng Vân, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khi nào dự án hoàn thành thủ tục về quy hoạch đất đai, giải tỏa đền bù, đầu tư và khi nào thì khởi công triển khai dự án. Từ năm 2012 đến nay, đã 9 năm đằng đẵng trôi qua, dự án vẫn chưa triển khai thực hiện. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời cho người dân được biết khi nào là dự án hoàn thành thủ tục về quy hoạch đất đai, và hiện nay cũng đang tiếp tục là điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2. Đề nghị thì Ủy ban Nhân dân phố trả lời cho người dân được biết hoàn thành thủ tục quy hoạch đất đai, giải tỏa đền bù, đầu tư và khi nào khởi công dự án này. Và cũng như mong mỏi quý vị, với sự quyết tâm lớn của thành phố thì chúng ta cố gắng tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi công dự án vào dịp ngày 2 tháng 9 năm 2022. Và theo như báo cáo của dự án thì đối với dự án này thì sẽ chia làm 6 giai đoạn và sẽ triển khai hoàn thành toàn bộ 6 giai đoạn này trong 5 năm kể từ ngày khởi công. Có thể nói rằng là trong thời gian vừa qua thì lãnh đạo thành phố đã thể hiện quyết tâm cao nhất nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ dự án theo như tiến độ đề ra. Như tôi đã trình bày thì có rất nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Nhưng tuy nhiên thì trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là từ năm 2020-21 thì chúng ta đã có nỗ lực cố gắng để tháo gỡ những khó khăn cùng với chủ đầu tư để sớm đưa dự án vào hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cũng trả lời các đại biểu về giải pháp khắc phục sự chậm trễ trong thi công dự án đường DT601. Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các sở, ban ngành nhiều vấn đề được cử tri quan tâm, tiến độ triển khai dự án công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao của quận huyện và Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng tại phường xã, tình hình tội phạm về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.